Xin chào thể các bác và anh em. Em cũng cần phải chia sẻ với lại các anh em về hai phương diện là khi các anh em sử dụng vàng số và trong một hệ thống thống kê. Một chú em ở Bắc Giang thì gửi cho em chiếc vàng số JDK 10 lần này là lần thứ 3. Tại sao lại gửi cho em lần này lần thứ 3? Bởi vì là cái lần trước ấy thì như vậy em làm khá hay rồi, và chú này thì cần như vậy là một cái tính chất mà phần nhạc nó nhiều chép, thì chú này có điện cho em để em hướng dẫn cũng khá tốt rồi. Thế rồi là như vậy là lại nhờ một cái cậu bạn làm âm thanh sự kiện đến rồi là căn chỉnh nó lệch lạc đi, thì lại gửi cho em lần thứ hai. Và lần này lần thứ ba thì nó lại liên quan đến vấn đề mà như vậy là về cái thay đổi cục đẩy nọ kia, thì lại là cái đơn vị mà bán cục đẩy đến để mà lại căn chỉnh lại chiếc vang số này. Thì một vấn đề về người dùng như thế này là các anh em có lẽ rằng là cũng quá cầu toàn, người dùng thì quá cầu toàn, và thợ địa phương thì cũng thiếu kinh nghiệm, thiếu kinh nghiệm khi mà như vậy nắn chỉnh lại. Tại sao em lại như vậy là nói là thợ địa phương thiếu kinh nghiệm để nắn chỉnh lại? Bởi vì đối với dòng vang số X12 hàng mới hàng bãi, em làm cho anh em toàn quốc là khá hay. Và cái vấn đề effect nó sẽ quyết định ở trên một chiếc vang số. Đáng lý ra thợ đến giả soát các cấu hình em đã làm, thì người thợ phải hỏi cái người sử dụng ấy là bây giờ như vậy là cần phải nắn chỉnh cái phần nào. Phần mic đã được chưa, phần effect đã được chưa, phần music hay là phần suốt thì cần thay đổi cái gì. Đấy là một người thợ mà như vậy là có kinh nghiệm khi mà nắn chỉnh lại thiết bị karaoke, cụ thể là vang số. Bởi vì là chiếc vang số này là gửi cho em lần này là lần thứ 3, cũng chỉ vì cái vấn đề mà như vậy là người dùng thì quá cầu toàn, và như vậy là người thợ địa phương, gọi là anh em thợ mà gọi là biết đi, thì thiếu kinh nghiệm, thiếu kinh nghiệm. Và tại sao em lại làm các chế độ là như vậy là nhiều check, nhiều bát hoặc là nhiều check? Để các bác thấy rằng là đây là các cái cấu hình mà đã căn chỉnh lại nhá. Tức là các cấu hình của em ấy đặt từ 1 đến 4 không phải như này đâu. Đây là e cho 1, e cho 2, dì vợt cộng e cho, dì vợt music này. Đây là các cấu hình của em này này. Nhiều dì vợt này, dì vợt này, ít vang nhại này, nhiều bát check, nhiều check, chống hú. Thì chú này là thích nhiều check. Thế thì một vấn đề là bây giờ sẽ gọi cấu hình nhiều check này ra. Giả dụ như chú này đã hai lần gửi cho em căn chỉnh rồi, thì có thể là như vậy là điện thoại cho em, nếu cần phần music mà nhiều check chẳng hạn thì gọi cấu hình nhiều check này. Đây các bác sẽ thấy được là đây là một cái cấu hình mà em làm cho các anh em là nhiều check. Và tại sao em lại làm nhiều cái chế độ cho các anh em như vậy? Bởi vì nó liên quan đến cái tính chất là cái chất âm của cái bộ dàn cũng như là cái sở thích của anh em. Đây là một cái cấu hình nhiều check. Đây là một cấu hình nhiều check, các bác thấy như thế này nhá. Đây là phần music. Chú này là thích nhiều check này. Chú này thích nhiều check. Thì em đã làm sẵn cho chú này một cái cấu hình nhiều check. Đây các bác thấy rằng cấu hình số 9. Trên dòng vang số X12 thì thường thường em làm đến 10 chế độ. 10 chế độ. Và đây là một cái cấu hình nhiều check vừa gọi ra này. Các bác thấy rằng ngay từ cái phần music này này là cắt thấp phần music đã là 50,6. Tức là cắt cao hơn so với cấu hình bình thường. Và ở trong cái giải quét dơ, đây, trong cái giải quét dơ là tần số 5550, là để về chế độ HS này, và tăng là 2 dB. Đây là một cấu hình mà chú này là thích về cái phần nhạc mà nó sáng âm chẳng hạn, cần nhiều chép, thì đã đặt sẵn cho chú này một cái tần số là 5550, một cái tần số mà nó sẽ là tăng về giải âm cao âm chép. Nhưng mà khi tăng ấy, khi tăng thì nó cũng dễ nghe, chứ không phải là như vậy là đặt tần số mà bừa bãi đâu. Mà đây nó thông qua cái vấn đề mà kinh nghiệm và thẩm âm đặt sẵn cho các anh em các cái tần số này. Đây là các cái tần số mà em đặt sẵn nhá. Các bác thấy rằng là trên dòng mã số X12 là các tần số em đặt sẵn. Tại sao em đặt tần số 5550, 7500 và 10300? Tần số này là nó sáng rõ này. Tần số này là nó sáng rõ, và khi tăng thì nó như vậy tăng nhiều giải chép. Tần số 7550 nó sáng nhưng mà sáng mảnh. Cái tần số này là nó sáng, sáng mảnh, sáng bay.
cho nên là đặt sẵn cho các anh em rồi là 7.550 tăng 3 decibel ở phần phần gain này, biên độ này, biên độ là tăng 3 decibel. Ở tần số 10.300 là một cái tần số mà tai chúng ta cũng dễ nghe, tai chúng ta nghe được ở cái tần số 10.300 nhé. Chứ còn nếu chúng ta đặt cái tần số này ở cái tần số 16, 18, 20.000 ấy thì là khó nghe. Nhà sản xuất ra loa ấy, thì cứ ghi là như vậy 16 đến 18 đến 20.000 Hz. Nhưng tai con người ấy chỉ nghe ở cái tần số trên 10.000 đổ lại thôi nhé. Tai con người chỉ nghe là cái tần số trên 10.000 đổ lại. Còn nhà sản xuất chẳng qua người ta cứ ghi như thế thôi. Người ta ghi như thế để như vậy là nâng cao cái giá trị sản phẩm lên thôi. Chứ còn tai con người không nghe được các cái tần số từ trên 16.000 Hz. Đấy là một cái vấn đề mà thực tế trong quá trình căn chỉnh và thực tế thẩm âm thì em thấy rằng như thế. Ở tần số từ 16-17.000 đổ lên ấy, khi chúng ta tăng ấy, nó ít thay đổi mà. Một cái vấn đề là khi chúng ta cảm nhận này, nếu chúng ta đặt ở cái tần số 17-18 hay là 20.000 Hz ấy, khi chúng ta tăng biên độ lên ấy, là cái loa của chúng ta ấy, là tăng chép nó ít. Cái loa của chúng ta là tăng chép nó ít nhé. Trên loa thì ghi rõ ràng là 18-20.000 Hz. Nhưng khi chúng ta như vậy đã đặt ở cái tần số 18-20.000 Hz mà chúng ta tăng cái biên độ ấy, tăng gain lên đấy, là tai chúng ta như vậy là không cảm nhận được như vậy cái sự thay đổi đâu nhá. Tai chúng ta là không cảm nhận được sự thay đổi. Đấy là một cái vấn đề mà con người là không cảm nhận được các cái tần số cao. Con người ta không cảm nhận được cái tần số cao. Bởi vì nhà sản xuất ra thì cứ ghi là 16, 18, 20, 20.000 Hz. Nhưng tai con người là không cảm nhận được các cái tần số cao khi chúng ta thay đổi về cái giá trị biên độ. Nếu chúng ta thay đổi được giá trị biên độ này ấy, giả dụ chúng ta đặt là 20.000 Hz chẳng hạn, chúng ta tăng lên gọi là cái biên độ, cái gain ấy, lên 4 decibel ấy, rõ ràng nó phải thay đổi. Nhưng khi chúng ta như vậy là đặt về 20.000 Hz mà tăng lên 4 hay là 6 decibel ấy, là cái sự mà thay đổi nó không rõ rệt. Cho nên là em đã đặt sẵn cho các anh em các cái tần số là trên 10.000. Thế thì bây giờ bản thân là người dùng thì gọi cái chế độ nhiều check này ra này. Nếu chú em này mà thích nhiều check thì gọi chế độ nhiều check này ra. Thì ở cái phần music là đã cắt lên đến 50,6 Hz. Và phần mic các bác thấy rằng là cắt lên đến 94 Hz. Đây là một cái cấu hình mà dành cho những người thích về âm check, kể cả phần nhạc, phần mic, hoặc là những cái bộ dàn mà cái âm bát nó quá dư, hoặc là những cái bộ dàn âm bát nó quá dư, thì cái phần nhạc đầu vào, tức là phần music, đã cắt lên 50,6 và có một cái vị trí là 5.550 đặt về chế độ HS và tăng gain là 2. Tăng gain là 2. Thế thì khi mà như vậy là người thợ đến ấy thì phải rà soát, phải hỏi xem là như vậy là chủ nhân của mình như vậy là phần mic đã được chưa, phần effect đã được chưa, hay là phần sub đã được chưa. Thế bây giờ cần thay đổi về cái phần nào, cần thay đổi về phần nào, thì sẽ dựa trên các cấu hình em làm sẵn gọi ra để mà như vậy là thử. Bản thân người thợ đến nhà ấy thì phải gọi ra và thử thông qua cái cảm nhận cá nhân của mình, phải thử thông qua cái cảm nhận cá nhân của mình. Mình cảm nhận xem là như vậy là cái phần mic nó đã sáng chưa, chủ nhà như vậy đang yêu cầu là như vậy là làm sáng mic này, giảm âm bát này, thì như vậy là xem phần mic, alo mic, xem là như vậy là phần mic đã sáng chưa, hoặc là mở nhạc lên xem là như vậy là phần nhạc nó đã bớt bát chưa và nó sáng giải cao chưa. Đấy là một cái kinh nghiệm của anh em thợ đến nhà. Thế còn bây giờ như vậy là đây là cái tôi này, em nghĩ đây là cái tôi của người thợ chưa biết giả soát những cái chế độ mà em làm sẵn. Chủ nhà như vậy là thích nhiều check thì phải giả soát các chế độ này, đặt tên sẵn rồi. Em đã đặt tên sẵn là nhiều check, nhiều bát và nhiều check. Đây là một chế độ nhiều bát nhiều check này, ví dụ cho các anh em này. Đây nhiều bát nhiều check này. Đây là một chế độ nhiều bát nhiều check nhé. Thì đáng lý ra cái người thợ này á là như vậy phải giả soát chế độ. Nhưng bởi vì cái tôi nó quá lớn, muốn thể hiện mình, muốn đưa các cái bản quyền của mình vào chiếc băng số này. Đây các bác thấy rằng là một chế độ nhiều bát nhiều check thì cái phần music là cắt thấp là 30,7 và có tăng ở cái giải bát nhé. Đây là một cấu hình sẵn có thôi. Bởi chú em này là gửi cho em lần này lần thứ 3 mà. Lần này lần thứ 3 và đây là một cấu hình nhiều bát check. Thì các bác thấy rằng là cái phần music là 30,7, cái phần mic là 71,5. Đây là cái phần mic này, 71,5. Phần đầu ra là 52,6. Đây là một cấu hình mà
sẽ làm cái mát nó lực hơn, nó nhiều hơn và check cũng nhiều hơn. Thế bây giờ mới gọi một cái câu hình nhiều check để các bác thấy được rằng là về cái phần đầu da cắt bao nhiêu, cắt bao nhiêu ở đầu da. Mỗi một cấu hình ấy thì em làm nó khác nhau về phần âm sắc cũng như phần effect. Thì đáng lý ra cái người thợ đến nhà này ấy phải rà soát, phải thử âm và tìm hiểu xem là cái sở thích của cái người sử dụng, người chủ mà yêu cầu mình làm ấy là như vậy, đang yêu cầu về cái gì, yêu cầu về phần mix sáng, phần nhạc sáng, phần effect chưa được. Thì đây ở cái cấu hình mà nhiều check các bác thấy rằng là cắt trên phần main là 70,2, cắt trên phần main là 70,2 thì rõ ràng nó có sự khác biệt rồi. Nó có sự khác biệt rồi. Thì đây nó cũng là một cái mà em nghĩ rằng là các anh em thợ mà đến nhà ấy, là nên rút kinh nghiệm. Bởi tại sao em lại khẳng định như vậy? Bởi vì trên dòng vang số X12, kể cả hàng mới, hàng bãi là em bán và căn chỉnh rất nhiều. Hàng ngày là như vậy, các bác anh em đặt mua cũng như các anh em gửi vang số X12 hàng mới, hàng bãi đến cho em căn chỉnh rất nhiều. Và thông qua cái gọi là chủ quan của bản thân mình và thông qua cái phản hồi của người dùng, em biết là như vậy là cái phần effect đã được hay chưa, em biết được cái phần effect đã được hay chưa. Và cái mấu chốt là mấu chốt ở trên effect chứ không phải là cái phần âm sắc. Mấu chốt là làm effect hay rồi chúng ta sẽ tùy chỉnh thêm ở cái phần âm sắc, cụ thể là như vậy là cái phần mic đầu vào hay là cái phần nhạc đầu vào. Đây các bác sẽ thấy được là đây câu hình cũ này, đây câu hình cũ này, echom 1 này. Bởi vì chú này là gửi cho em lần này là lần thứ 3. Lần đầu tiên khá hay rồi thì lại nhờ một cậu bạn đến căn chỉnh, nó không được nữa thì gửi cho em. Và lần này thì đổi cục đẩy, lần này thì là nâng cấp cục đẩy rồi đổi cục đẩy. Thì như vậy lại là các cái cấu hình của cái người bán cục đẩy. Đấy, qua thấy rằng là đây là cái phần music này, em rà soát để cho chú em này cũng nhìn nhận được là tại sao mà chú này không vừa ý. Đây phần music này, chú này đang cần nhiều chép nhưng mà bây giờ cái phần music là để 30,1 này. Chú em này là rất thích về cái âm cao nhé. Thì bây giờ như vậy là cắt thấp là 30,1, cắt cao là 20.000. Tức là cắt cao là như vậy là để theo mặc định là 20.200. Cắt thấp là 30,1 và cắt cao là để mặc định là 20.200. Thế còn phần DMXQ này, tăng bát này, tăng trung này, đây là cấu hình cũ, cấu hình mà đã làm lại nhá. Ở phần DMXQ là tăng bát này, tăng trung này, tăng check này, phần mic này, tăng bát này. Chú này đang cần một chiếc âm sáng nhưng các bác thấy rằng là tăng bát này, đây, tăng ở cái tần số là 50.6Hz, là tăng 1.2 dB. Đây là cái tần số. Thì khi em làm ở trên dòng vang số X12 ấy thì tất cả trong cái phần giải quay dơ ấy là tất cả cái giải trầm đều giảm nhá để cho mic nó sáng. Khi mà là em làm cái giải quay dơ ở trên dòng vang số X12 hàng mới hàng bãi ấy, thì trong cái vị trí của trầm và trung trầm đều giảm hết nhá, đều giảm hết. Nhưng mà đây là tăng này, mic 2, effect này, đây phần effect này, phần effect. Thì đối với em chỉ cần nhìn cái phần effect như này là không sử dụng được rồi. Đối với em chỉ cần cái phần effect này là không sử dụng được rồi, không sử dụng được rồi. Echo B không dùng này, gì vợt 60. Phần đầu da này, đây phần đầu da này, các bác thấy phần đầu da đây, Echo B không dùng này, Echo B không dùng. Bởi vì hàng ngày em căn chỉnh cái dòng vang số X12 rất nhiều và thông qua cái phản hồi của anh em đã từng mua, từng gửi vang số căn chỉnh thì em biết mà. Đây các bác thấy rằng limit compressor không hợp lý này, sâu dao này, canter này, súp này, làm súp nó cũng còn ảnh hưởng đến chất âm của phần mic và phần effect mà. Làm súp này là nó ảnh hưởng chất âm phần mic phần effect. Thậm chí là cái cổng xuất ra này trên dòng vang số X12 hàng mới thì làm cái cổng Z này này nó cũng ảnh hưởng chất âm của phần mic phần effect nhá. Làm cái mục Othe này này, cái mục Othe này nó liên quan đến cái khiển đấy. Mục Othe này liên quan đến tăng về cái giải trầm trung check ở trên khiển, nó ảnh hưởng đến chất âm của phần mic phần effect. Đây là câu hình số 1, Echo 1 này, Echo 2 này, Echo 2 này, Echo 2. Để em rà soát cái mà đã bị thay đổi này, đã bị thay đổi. Đây là câu hình số 2 có tên Echo 2. Phần music này, đây là phần music, đi mic EQ này, vẫn tăng bass, tăng trung và tăng check này, mic này,
giống nhau. À, cái này tăng 0,8. Ở cấu hình số 2 thì tần số 50,6. Ở cấu hình số 2 thì 50,6 là tăng 0,8. Thì trên dòng con số X12 thì em vẫn chia sẻ các anh em ấy, kể cả phần nhạc, phần mic ấy, là cái âm bát này, là nó đầy bát nhé, đầy bát và nhiều bộ dàn mà nó đang dư bát ấy, loa đang dư bát hoặc là đẩy nó không được sáng ấy, thì như vậy là thậm chí có nhiều các anh em là cảm nhận được là nhiều bát. Nhiều các bác anh em sử dụng X12 thì các anh em cảm nhận được là dư bát. Dư bát bởi vì cái đặc tính trên X12 ấy là âm bát nó đầy. Và khi chúng ta làm phần music và cái phần mic này là không nên tăng ở cái giải thấp nhé. Đấy là trên X12. Cấu hình số 2 đây. E chỗ B không dùng này. Nhà sản xuất ấy, sản xuất ra cái E cho A, cho B là không thừa đâu. Chẳng qua chúng ta phối hợp như nào thôi. Chúng ta phối hợp như nào thôi, nhưng không dùng phần main này. E cho B không dùng ở phần main. Chung quy lại là nó lệch lạc hết rồi. Lệch lạc hết rồi. Đây là các cấu hình mà cái người bán cục đẩy đã đến căn chỉnh. Đây này, đặt tên. Bởi mỗi người sẽ có những cái tên khác nhau nhé. Các bác lưu ý là mỗi người thợ làm ấy sẽ có những cái tên khác nhau. Cho nên là đây là những cái cấu hình mà đã bị căn chỉnh lại. Căn chỉnh lại. Đây là cấu hình đã bị căn chỉnh lại. Phần nhạc thì giống nhau mà. Phần nhạc giống nhau hết. Phần mic giống nhau hết mà. E chỗ B không dùng. Bởi vì cái tôi của người thợ, em nghĩ là cái tôi, nếu mà người mà có kinh nghiệm ấy thì như vậy là sẽ rà soát. Sẽ rà soát các cấu hình cũ của cái người trước đấy. Rồi cảm nhận xem là như vậy là cái phần nhạc, phần mic, phần effect, phần sub nó như thế nào. Dựa trên cái sở thích của người dùng. Nếu mà em có điều kiện đến tận nhà các anh em ấy thì em sẽ nắn chỉnh theo ý của các anh em được luôn. Nếu mà em đến tận nhà các anh em cắn chỉnh ấy thì sẽ nắn chỉnh theo ý của bác được luôn. Bởi vì là em ngồi tại chỗ mà em cắn chỉnh được như thế thì đấy là một cái mà cũng là chấp nhận được. Thế còn nếu như mà đến tận nhà các anh em ấy, thì sẽ có hiệu quả hơn. Các anh em sẽ hài lòng ý hơn. Đây đã bị nắn chỉnh hết rồi. Nắn chỉnh hết rồi. Còn rất nhiều các cái chế độ em vẫn còn này này. Đây này, chế độ nhiều dì vọt này, dì vọt này, ít vang nhại này, nhiều bát, nhiều check, chống hú này. Bây giờ thử một cái chế độ nhiều dì vọt đi, các bạn sẽ thấy như này. Khi làm ấy là tập trung phần effect và nắm được cái đặc tính ở trên vang số là dòng vang số X12 ấy, là hơi dư về âm bát. Đây cấu hình nhiều dì vọt nhé. Đây các bạn thấy rằng như này, cấu hình nhiều dì vọt là phần music là 50,6 này, cắt thấp này, cắt cao 16, đi với EQ này, giảm trầm, giảm trung, tăng giải cao này. Phần mic này các bác thấy rằng là cũng cắt lên đến 90 nhá, à 94. Phần mic là cắt lên 94 và giảm trầm, giảm trung trầm, giảm trung, giảm trung cao nhá. Đây là cấu hình nhiều dì vọt. Đây, mic 2 này, effect này. E cho B vẫn dùng nhá. Nhà sản xuất ra cái E cho B thì không thừa đâu. Cho nên chúng ta phải dùng. Kể cả phần main cũng thế nhá, cái tỷ lệ E cho A cho B đầu ra này. Tỷ lệ E cho A cho B đầu vào này không thừa đâu. Không thừa. Và thậm chí làm cái cổng Z này này, làm cổng Z này nó ảnh hưởng trên một phần mic, phần effect nhá. Đây cái mục Othe này, các bác thấy này. Cái mục Othe này nó ảnh hưởng này. Cho nên rằng là đây là một cái chế độ bình thường thôi. Thế còn chú này như vậy là nếu thích nhiều check thì sẽ có chế độ nhiều check, nhiều bát, nhiều check. Thế nên là em mới nghĩ rằng là bản thân ấy, các anh em là người dùng ấy, thì vấn đề sử dụng, vận hành nó cũng rất là khó khi mà gọi các chế độ mà em đã làm. Gọi các chế độ em làm. Nên tại sao em lại phải làm nhiều chế độ như vậy? Bởi vì rất nhiều các anh em là như vậy là thích, có bác thì thích nhiều bát, có bác thì thích nhiều check. Đây cái chế độ nhiều check này có thế. Chế độ nhiều check này. Đây là chế độ nhiều check. Cho nên rằng là bản thân các anh em là người vận hành sử dụng ấy, nó cũng rất là khó. Khó ở cái chỗ là bản thân người làm ấy đã làm nhiều chế độ cho các anh em sử dụng rồi. Thế nhưng các anh em vận hành nó cũng rất là khó. Và đôi khi là thợ thiếu kinh nghiệm ấy thì nó lại cũng rất khó. Một phần là như vậy là vì cái tôi của bản thân mình muốn thể hiện về cái bản quyền của mình. Một phần là như vậy cũng thiếu kinh nghiệm, nên là các anh em đâm vào nó vất vả ra. Thì đây là một chiếc vang của chị em Bắc Giang.
thì em lại phải làm lại lần thứ ba. Thì cũng nghĩ là chú này cũng rất vất vả, khi mà như vậy là gửi đi gửi lại đến 3 lần thì em cố gắng sẽ làm tốt cho chú này để chú này chú sử dụng.